Chưa được đâu Tú ơi, cái em vừa gửi chị hơi sến á. Cái này là một post Facebook thôi, nhưng là kết thúc của một năm cũ. Làm sao cho các chị em thấy thật là gần gũi, thấy Tết về nhà là vui nhất. Làm lại đi nha, 2 giờ gửi chị nhé. Giá nhà chú, qua Tết rồi về. Ở quê á, người ta ăn Tết đến rằm cơ. Lo gì, con về nha. Em thì sao cũng được. Hai thằng nhỏ tụi nó không có lương tháng 13, sao tụi nó về quê? Ê, nói nhiều quá. Đợi cái mờ, chủng như con cờ. Tụi mày khô máu dữ vậy? Uống cái rượu gì mà toàn là cồn không? Tụi em nhớ mà. Thôi để tao coi coi còn bao nhiêu tiền trong tài khoản. Alo, có chuyển tiền cho mẹ chưa? Con biết rồi, thôi để con chuyển khoản. Vừa chuyển là chết với mẹ đó nha. Cái gì vậy? Điện giật vào cướp cái cầu dao. Giật bắn người thế này. Không cẩn thận gì hết vậy. Ôi ôi bà ơi. Ơi, con gái gì ở đâu về kia? Về rồi này. Ôi ôi, sao ngày càng xinh đẹp thế con? Người ta nói đúng nha, người ta bảo là con gái giống cha nhà giàu ba họ. Mà con gái tôi làm giám đốc công ty truyền thông nào thì công ty đó chỉ có phất lên như diều gặp gió. Con chuyển khoản lì xì rồi nha. Tha hồ mà đi năm châu bốn bể. Để cho ba mẹ. Chưa từng thấy bố mẹ làm vòi vĩnh vậy luôn á. Con về. Ba con đâu? Ba con hút của chót trong phòng á. Bye. Có nhiều đêm trong mơ anh vẫn chờ. Chờ em đến. Đã đến thì sẽ gặp, mà đã gặp thì phải mặc đồ thật là đẹp đúng không ạ? Và chỉ với 80.000 thôi, 80.000 thôi thì chúng ta sẽ có một cái áo thật là đẹp và thật là tốt. Chiều 30 Tết cũng được giao luôn, khỏi cần nấu bánh chưng bánh tét gì hết, không quan trọng, được chưa? Có nhiều đêm trong mơ anh vẫn chờ. Bà anh ơi, bây giờ người ta phải hát. Mình đứng ở giữa con dốc, mình cố gắng sẽ không khóc. Con dốc này. Ai hát bài đó? Tất nhiên mà hát gì khóc lóc khóc lóc khóc lóc. Thôi đi không, cho nhờ, đi cho em làm việc. Em ngồi lại đọc comment. Comment gì đây? Đây. Ôi, đọc gì? Xem nè, có gì nè. Ừ. Anh ơi, em nghe nói anh bị vợ bỏ. Đâu, chánh đây coi. Ê, cái tài khoản Trang Hí này kỳ cục nha. Tại sao lại bới móc đời tư người ta? Úng ba la, không quạo nha. Cười lên. Khoe sắc từng bừng là lòng tôi nao nức bước chân muốn đi xa để quay trở về. Qua một năm cùng bao niềm vui nỗi buồn, nhiều người đến đi chẳng nhớ gì, chỉ có gia đình vẫn luôn. Giờ đây hay
lòng con muốn mang xuân về nhà. Xuân về con cũng về để làm tròn lời hứa câu thề, có đi thật xa hay là ai thì con vẫn luôn là con của bao nhiêu mùa xuân. Con sẽ nghỉ việc ạ. Là con xin nghỉ chứ không phải bị đuổi. Con tính mở công ty riêng, chắc chắn là sẽ rất nhiều thử thách nè. Nhưng mà để con có thời gian để lấy chồng nè, sinh con rồi mua nhà nữa chứ đúng không? Và quan trọng nhất là có nhiều tiền để con tinh tinh cho bố mẹ có thể đi du lịch đúng không? Không lo, không lo. Còn anh thì sao? Sao là sao? Thì anh cũng gửi tiền cho bố mẹ giống như hai đứa mà. Tôi hỏi anh sao? Là hỏi khi nào anh đón vợ về để làm thêm đứa nữa. Khi đào mai bên hiên khoe sáng tưng bừng, là lòng tôi nao nức bước chân muốn đi xa đêm để quay trở về. Năm cùng bao niềm vui nỗi buồn. Nhiều người đến. Tụi mày sao rồi? Tụi em nhớ má. Chị muốn nó đời và duyên hơn một tí xíu nữa. Nói thật với em là chị mới bị sếp đuổi việc sáng nay. Cho anh mượn 20 củ. Má ơi, con sắp về rồi. Cảm ơn Nhục. Để làm tròn lời hứa câu thề, có đi thật xa hay là ai thì con vẫn luôn là con của bao nhiêu mùa xuân. Bố mẹ có chuyện muốn nói với các con. Bố mẹ thì không có dư giả, cho nên không có vốn để mà giúp đỡ cho chúng con lập nghiệp. Tiền mà bố mẹ thúc giục các con gửi về hàng tháng cho bố mẹ đi du lịch đấy, thật ra đó là tiền tiết kiệm cho các con đấy. Mẹ con thì quyết liệt muốn giữ cái bí mật này. Nhưng mà bố nhìn các con, bố xót xa quá. Cho nên bố phải chấp nhận bể kèo với mẹ con. Vợ chồng con cầm lấy, mở một cái số quần áo nhỏ nhỏ. Đừng có làm bảo kê đầu gấu quán ba nữa. Mở một cái tiệm cà phê như con mong ước đi. Con làm bảo vệ chứ có làm bảo kê đâu mẹ. Không quạo. Còn đây là con gái út của tôi. Con cũng có đó hả mẹ. Hãy mở một công ty riêng cho con đi. Rồi mướn mẹ về làm nè, tập vụ nè, đầu bếp hay là giữ xe cũng được nữa. Trời ơi, mẹ cứ đùa. Mẹ nói thiệt. Cảm ơn bố mẹ. Tôi phải công nhận các con của tôi sao mà nó dễ bị lừa thế. Đấy, nhìn đi, những cái bức hình mà bố mẹ đi du lịch đấy. Singapore nè,
Mã Lai nè, Thái Lan rồi Nhật Bản nữa. Thế đẹp lắm á. Ừ, thế biết ai chụp không? Đây, tác giả bé Hằng nó chụp đấy. Trời đất ơi. Chụp xong mới nhờ người ta Photoshop cho nên mới đẹp rực rỡ như thế đấy. Thì ra ha. Umbalashibu. Vui vẻ, không quạo. Lòng con muốn mang xuân về nhà. Xuân về, con cũng về. Để làm tròn lời hứa câu thề. Có đi thật xa hay là ai, thì con vẫn luôn là con của bao nhiêu mùa xuân. Lòng con muốn mang xuân.